Công ty Dược liệu Hòa Bình kính chào tất cả các bạn. Ở ngày hôm nay bên công ty bên mình lại quay trở lại và đi ra vườn dược liệu quý cây sả đen để quay và giới thiệu cho mọi người. Thì trước mắt đây mọi người là những cái cây sả đen đang vào cuối mùa thu đấy. Thì sả đen bây giờ nó cũng chưa được tím hẳn đâu. Cái ngọn của nó thì bắt đầu chuyển sang mùa đông thì nó sẽ tím rất là nhiều. Và mùa này đang là mùa hoa và quả, mùa hoa quả chính của cái cây sạ đen. Đấy, thì đặc điểm cây sạ đen là cây sạ đen là dạng cây thân leo. Đấy, mọi người có thể quan sát này. Đây là những cái cây, những cái cành của nó này. Nó phân nhánh ra rất là nhiều và nó cứ leo vào nhau để nó phát triển thôi. Còn ở ngoài tự nhiên, ở trên núi, thì cây sạn đen này nó sẽ leo lên vách núi đá này, leo lên những cái cây lớn hơn đấy để nó sinh trưởng và phát triển. Còn khi mà mình mang về vườn trồng thì nó không có cái điều kiện, không có cái địa hình như là núi, không có cây to thì nó sẽ tự leo vào nhau thành những bụi để nó sinh trưởng và nó phát triển. đấy chúng ta để càng lâu thì cây sả đen nó càng leo được nhiều, càng leo được uh, cao dài hơn. đấy, hoa của sả đen thì màu uh, trắng sữa rất là thơm nhé. các bạn nếu mà trồng được cái hoa xạ đen, các bạn chỉ cần đi qua là chúng ta sẽ ngửi thấy cái mùi thơm của hoa xạ đen nhé. đấy. thì uh, uh, có một số khách hàng có hỏi bên uh, công ty bên mình rằng là, là uh, bên mình có những cái sản phẩm cây sạ đen nào sản phẩm những cái thành phẩm mà cây sả đen có thể làm ra được. Đấy thì uh, cây sả đen này có thể chế biến thành uh, một số cái thành phẩm như là uh, có thể nấu thành cao này kết hợp thêm một số vị uh, thuốc quý khác. Đấy, bên cạnh đó thì uh, có thể uh, làm thành trà túi lọc này. Đấy, tiếp nữa là có thể làm thành uh, trà hòa tan này. Đấy, và có thể uh, sử dụng thân lá của nó để uh, phơi khô và hãm uống hoặc là đun sắc để uống. Đấy, bên cạnh đó thì chúng ta có thể sử dụng cái quả xạ đen để uh, ngâm rượu này. Đấy, quả xạ đen phơi khô được uh, sao thơm lên để uh, làm trà uống cũng rất là thơm ngon này. Đấy, thì uh, nếu mọi người mà theo dõi kênh của mình ấy, từ trước ấy thì mình đã quay rất là nhiều cái video về các thành phẩm của cây sả đen như là cao này trà túi lọc này đấy quả sả đen làm trà quả sả đen để ngâm rượu này và mình cũng đã hướng dẫn khá là chi tiết cho mọi người cách sử dụng và cách ngâm rượu quả sả đen rồi đấy. thì mọi người có thể vào kênh cây sả đen hòa bình của bên mình để xem lại một số cái video mà mình đã quay và giới thiệu cho mọi người rồi đấy. Đấy. Thì xạ đen được uh, nghiên cứu và uh, trong các đề tài tài liệu mà mình đã tham khảo và tổng hợp được thì uh, rất nhiều tài liệu có nói đến tác dụng quý của cây uh, sả đen mang lại, trong đó phải kể đến là những cái tác dụng chính như là uh, hỗ trợ ngăn ngừa ung thư này. Đấy hỗ trợ điều trị một số loại ung thư khá là tốt nhé cái này thì đã có những tài liệu ghi chép rất là cẩn thận rồi mọi người có thể lên các trang báo lớn những cái trang báo uy tín để chúng ta tìm hiểu thêm thông tin đấy. thì mình đã có những cái bài viết rất là chi tiết và những video rất chi tiết nói về cái vấn đề tác dụng của cây xạ đen rồi đấy mọi người có thể xem ở trên kênh nhé bên cạnh đó thì cây xạ đen còn giúp giải độc tiêu viêm Đấy. những người mà bị bệnh cao huyết áp thì sử dụng khá là tốt trên thực tế mình cung cấp cho khách hàng thì khách hàng khi sử dụng thì đã có phản hồi rất tốt về cái tác dụng của cây xạ đen trong việc giúp hạ huyết áp giúp ổn định huyết áp này Đấy. một số bác lớn tuổi ấy, thì, uh, mua sả đen uống thì bảo là uh, uống cây sả đen này vào ăn ngon và ngủ rất là tốt đấy chính vì vậy mà cây sả đen là một trong những dược liệu lành tính mà được rất là nhiều người dân Việt Nam sử dụng hàng ngày đấy thì uh, hiện tại bên uh, nhà mình cũng uh, sử dụng cây sả đen này để hãm uh, nước và đun nấu lên để uh, uống, để thứ nhất là để phòng bệnh, thứ hai là uống thay nước lọc, nó có vị uh, thơm hơi chát chát một chút, nó uống uh, rất là ngon đấy. Khi mà nhà mình sử dụng cái xạ đen uh, một thời gian lâu rồi, uh, uống uh, quay lại nước lọc thì rất là cảm thấy khó uống, mà chỉ có uống uh, cái cây xạ đen này thì mới cảm thấy nó ngon miệng thôi. Đấy. <laughs> thì uh, cái cây sạ đen này thì các bạn có thể sử dụng tươi hoặc là khô nhé Đối với xạ đen tươi thì chúng ta sẽ ngắt những cái lá, lá già của nó đấy Khoảng tầm 20 đến 30 lá đấy, Ngắt những cái lá già của nó đấy Mọi người nhớ lấy lá già nhé Vì trong lá già nó sẽ dược tính nó sẽ cao hơn Nhưng cái lá nó còn non quá thì chúng ta không nên lấy Đấy <laughs> Chúng ta lấy lá già Sau đó chúng ta rửa sạch đi Cho nó hết những cái bụi bẩn nó bám ở trên bề mặt của lá đi đấy, sau đó chúng ta uh, mua lấy cái ấm uh, hãm trà đấy ấm giữ nhiệt cũng được nhé sau đó chúng ta cho lá vào đấy, sau đó chúng ta uh, đun nước sôi đấy để mà cây sạ đen hãm mà ngon nhất thì uh, các bạn nên đun nước sôi khoảng tầm uh, 70 đến uh, 85 độ thôi nhé không cần đun nó quá sôi đâu sôi quá nó hay sẽ bị uh, dễ bị cháy lá và làm cho cái nước của nó màu nó sẽ bị thâm đấy các bạn nám ở, ở cái nhiệt độ từ 70 cho đến 85 độ thì nó sẽ giữ được cái màu sắc của trà màu sẽ nó sẽ xanh và đẹp hơn đấy Còn đối với cái sản phẩm xạ đen khô thì các bạn có thể sử dụng kết hợp thêm nhiều loại dược liệu khác hoặc sử dụng uh, độc vị nó vì sử dụng độc vị thì các bạn có thể lấy từ 50 g đến 100 g. Đấy, sau đó cho vào ấm. Các bạn nhớ là vẫn phải rửa sạch cho nó hết bụi bẩn đấy nhá. Sau đó cho vào ấm và cho vào khoảng tầm 1,5 lít nước. Đấy, sau đó chúng ta sẽ đun nhỏ lửa trong vòng 5 đến 10 phút. Đấy, sau đó sẽ chắt ra bình, chắt ra chai và để vào ngăn mát tủ lạnh để chúng ta uống dần. <laughs> đấy nếu để mà sử dụng được tốt nhất thì các bạn nên uống cái nước sạ đen nó lúc còn ấm ấm thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả cao hơn đấy thì trên đây mình đã giới thiệu cho mọi người những đặc điểm tác dụng và các thành phẩm mà cây sạ đen làm ra đấy. nếu mọi người mà có nhu cầu cần mua cây sạ đen chính gốc cây sạ đen chuẩn sạch đảm bảo thì hãy liên hệ ngay với bên công ty dược liệu hòa bình ở địa chỉ là ở thôn om làng xã cao dương huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình để làm sao mua được cái sản phẩm tốt nhất và nhận được cái sự tư vấn một cách là tốt nhất cho mọi người có những câu hỏi những cái thắc mắc về cây xạ đen và những dược liệu khác. Còn bây giờ thì công ty dược liệu Hòa Bình xin chân thành cảm ơn mọi người đã xem video và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.